Con không có muốn đi làm cái nghề nữa. Tại vì lúc đó con nghĩ con không bỏ nghề, nhưng mà con nghĩ là cái nghề nó như một cái người mình yêu á. Con yêu đơn phương một người, không có duyên. Thôi con dừng lại, con giữ cảm xúc thôi. Con nói với trong lòng là thôi tổ, nếu thấy con không có duyên nữa, thôi cho con hết cái duyên luôn đi, con khỏi làm nghề. Chứ làm nghề này con có nhiều cái trăn trở, nó con cay đắng quá. Cái con đường mà cho đi, cái tiếng cười á, sao nó nhiều nước mắt con tới với con, sao con không có may mắn như người ta. Nó sóng gió quá, cho nên lúc đó là con nghĩ là con muốn dừng lại. Cô đã đoạt giải đấu trường Tiếu Lâm rồi đó, như vậy đó là một cái bước đệm rất là lớn cho con. Trước rồi khi mà con đăng quang là con đã đi về quê luôn, con với mẹ con về Gò Công ở luôn. Cái chương trình nói là giờ em ký hợp đồng rồi, nếu mà em không có thi nữa em đền hợp đồng 5 tỷ. Trời ơi, đang nghèo rất nghèo luôn, 5 triệu không có nữa, tiền đâu nó đền 5 tỷ. Thì con cố gắng thi. Thì cứ dòng nào thi cũng muốn làm cho bị loại đi. Con mong con bị loại. Ủa? Nhưng mà đến khi con thi rồi, con ra đó là bộ mặt của mình, lỡ sau này mình đi làm nghề, miệng nó bỏ nha, nhưng mà trong lòng lỡ sau này làm nghề rồi người ta chê mình diễn dở, không có duyên thì sao. Thế là cứ ra thi là diễn hết mình. Thì cứ dòng nào con cũng được nhất tuần là con được bước vào cuối cùng của đội anh Trấn Thành. Và con không nghĩ là bốn cái người của cuối cùng đấu với nhau là con trở thành quán quân của một cái chương trình đó với con. Cái giai đoạn đó là khoảnh khắc cuộc đời á, đến bây giờ chắc là tìm lại rất là khó. Cùng cái cảm xúc mà mình rất khó khăn mà tìm được một cái cảm giác rất là hạnh phúc. Dạ. Rồi bây giờ cái hỏi cảm xúc của mẹ nè, khi mà biết tin Khương mà bị tai nạn như vậy thì cảm xúc cô lúc đó như thế nào, và Khương có báo liền cho cô không? Không, mấy chị em nó lo hết. Không, chị cũng chưa biết luôn, con tự ký giấy giấu cô hả? Coi như là khi nó ra khỏi cái trong chỗ mổ này kia là lặn rồi, mấy đứa đó nó mới cho hay. Thôi lúc đó cảm xúc cô là sao cô? Xỉu lên xỉu xuống, khóc quá trời, vô bệnh viện quậy nữa. Quậy ai? Quậy bác sĩ. Trời ơi, tôi ăn ở hiền quá mà sao chỉ con tôi gãy chân. Ủa, đâu có liên quan. Đâu liên quan chạy, con gãy chân. Ăn ở hiền đâu có liên quan con chạy. Khóc quá trời. Cô còn nhớ khoảnh khắc đó không cô? Nhớ. Dạ, sao nè, kể lại con nghe. Bởi vì mà khi mà thấy con vậy, hồi nhỏ lớn có cái chuyện gì xảy ra giữa thần đất địa, bây giờ vậy rồi hả, ở chồng nói thôi thì chuyện đâu đúng vào đó rồi, cũng đâu có đến, bây giờ vô thì lạnh lặng hết rồi, nằm tỉnh bơ ngồi dậy. Thì lúc đó mới tỉnh hồn lại, nói thôi vậy cũng cảm ơn chồng. Chào chị. Nay đám hỏi hả Khương? Không, bữa nay là cái ngày mà có cơ hội để mình được lên một cái vai mà ở ngoài đời của mình đó cô. Nó không có phải là diễn nữa, không, chứ ngoài đời con đẹp. Mà lên truyền hình con diễn cái vai là nếu là đẹp là nữ, còn không là con trai là xấu hoặc là già. Cho nên lần đầu tiên con được đẹp trên sóng truyền hình nghiêm túc như vậy. Cũng này đẹp thôi, cũng này cũng không đẹp lắm nha Khương nha. Không, có phải là đẹp hơn đó. Nàng hơi bị động em nhỉ. Dạ con chào cô. Wow, nhìn thấy bộ đồ màu xanh, chim én bay lượn là thấy có mùa xuân về rồi. Dạ cô ơi, cô giới thiệu bản thân mình cho khán giả được biết đi nào ạ. Thì cô tên là Dương Thị Mỹ Lan. Dạ. Cô ở quận 8. Dạ. Thì cô buôn bán, mở quán nhỏ ở nhà thôi. Dạ, quán gì cô, bán gì cô? Cơm chay mà bán đồ lam luôn. Hậu, cơm chay đồ lam, hèn chi mặt phúc hậu quá trời. Thiệt á, con trai có đức nhờ mày ra nha. Có khen quá nha, khen là hay bị mất cỡ. Mất cỡ sao nè? Cái nét của mẹ con rất là ngộ. Ví dụ nha, đi ra chợ, ví dụ cô là cái người ngoài chợ bán cá đi. Ôi chị da mặt chị đẹp ghê ha, năm nay chị nhiêu tuổi? Chị sao? Nếu là người ta thì một là trả lời cái tuổi của mình ra, còn không là giấu tuổi rồi. Chị ngại trả lời tuổi lắm, em đừng có hỏi tuổi, vấn đề đó nhạy cảm với chị. Không, cô nhiêu tuổi? Đâu, em đoán đi. Em đoán đi bắt là giao đại. Bắt đầu người ta đoán, lỡ mà người ta đoán trẻ hơn số tuổi của mình có. Ví dụ như 62 tuổi, chị 50 không? Trời ơi, cháu ngoại chị năm nay 20 tuổi, em là mắc cỡ đi về nhà quý vị gia đình là nhịn đói không có được ăn cái gì luôn. Là không đi chợ nữa luôn. Thì vui quá, chị sướng còn quá. Mà lỡ mà đón già hơn, là không bao giờ ghé ngay cái sạp đó nữa. Trời ơi, nếu người khác luôn, con nhỏ đó nó kỳ cục, đi ngang gì sao chê già đó. Cho nên đừng bao giờ hỏi tuổi, mà cái gì mà hỏi mẹ là mẹ sao kêu đoán đi. Dạ. Hay mắc cỡ. Mẹ có thể nhắc lại một cái kỷ niệm là khi mà mình mang bầu nó như thế nào, và có cái dấu hiệu gì mà có cảm giác là lớn lên nó sẽ nói nhiều không? Cái đó là lúc đó không biết, nhưng mà có một cái là lớp mà mang bầu nó thì chỉ có bánh mì với nước đá thôi. Ăn bánh mì nước đá con? À, ăn gì lạ vậy? Tức là ăn ổ bánh mì và nhai nước đá miết mà nghe mùi cơm sôi là ói. Cơm sôi ói. À, đó là chỉ có nhiêu đó là thanh nó ra thôi. Bánh mì và nước đá. Là nhai nước đá rộp rộp vậy con? Đó, ngồi nhai thoải mái vậy đó. Không. Thì cái thời mình thèm thì có gì đâu mà ế. Nhưng mà chị ơi, chị được mấy cháu?
Đây lớn nhất không chị? Không, chị hai nó năm nay là 42 tuổi. Dạ. Rồi có chị ba nó là 38 tuổi. Dạ. Chị có nói xa chút xíu thôi. Lúc mà gia đình mình là ở quê ở đâu cô? Lúc đó thời gian thì theo chồng về Kiên Giang. Dạ. Sau này cái sống không được bảo lột hoài, cái bắt đầu mới về Bình Long ở. Dạ. Bình Long đó là từ đó cô cạo mũ cao su. Tức là da cạo mà vừa làm lương công nhân mà vừa cạo, tức là một giờ phi là cô đi cạo. Quá giỏi. Được cái là mình có ăn nói với lại mình hoạt bán cho nên người ta để làm tổ trưởng. Và lúc đó là một giờ phi đi cạo. Tại mình cạo sớm là nó có mũ dai, nếu mình để sáng là nó mũ nắng vô là nó khô miệng cạo. Cho nên từ đó là cạo mũ cao su. Dạ. Để nuôi con. Dạ, lúc sinh Khương sao cô? Sinh Khương là bắt đầu đã vậy thì thôi. Thời đó thời gian là được nghỉ 6 tháng. Dạ. Đợi là tại quận 8. Sanh bệnh viện nào cô? Không, cô giận là cô đẻ tại nhà luôn. Thấy chưa? Rồi, giận mà biết tức á, giờ tức trong người hay nói nhiều hay chữ là vậy đó. Nhưng giận nó đẻ nhà đó cô thấy không? Là sao cô vừa sao? Tức là vừa khó chịu đau bụng là kêu mụ lại là chậm cái đầu lần lọt. Trong vòng nửa tiếng là nó lọt rồi. Nhưng mà hai người kia có dễ như là bé nói hẳn cho là ba đứa là đều đẻ như gà thôi. Đẻ như gà thôi. Dạ. Cho nên từ cái chỗ đó là không có sợ cái gì đẻ chữa. Lúc có ba Khương đâu cô? Dạ. Cũng có ba Khương. Ủa là sao cô? Thôi đừng nhắc. Không phải nhắc chứ, để chương trình con tôi có tội mà chia sẻ thôi. Nói hẳn ra đó là không có còn ở thì về, lúc Khương được 4 tháng là về thành phố. Đem ba đứa con về thành phố hết, một mình nuôi con. Rồi về dưới thì hồi nhỏ có cái nghề gói kẹo. Dạ. Tức là về tiếp tục gói kẹo, rồi ai kêu làm gì miễn là phụ là được là lo con mà thôi. Em con nhớ là mẹ con làm một ngày là ba chớp là sáng sớm là mẹ con là đi dậy đi làm bên xí nghiệp, rồi xong rồi chiều về là đi gói kẹo, rồi tối là sẽ phụ cái chủ xe hủ tiếu rửa chén hoặc là đi giặt đồ mướn cho người ta. Còn bao nhiêu tuổi mà con lại nhớ giỏi vậy? Con chỉ nhớ là hồi nhỏ con sinh ra nha là con đã biết mẹ con đi làm mướn. Nó giỏi rồi đó. Và con bị ngộ nhận luôn là cái nhà mướn là con tưởng là nhà của mẹ con. Gia đình con đông người quá, mặt mười mấy phòng trọ mà con tưởng là gia đình của con không mà đông như vậy. Đi học về thưa từ trên phòng đầu tiên, phòng đó là phòng cuối cùng mà trên lầu trên gác nữa. Con thưa từ dưới đất, con đi lên một vòng, lên lầu và một vòng mới tới phòng con. Chị nào hết. Chị nào mới phát hiện đó là toàn người dân nước lã. Rất là đau lòng. Sau khi định hình được khoảng tầm lớp 5 là phát hiện ra được là mình ở nhà mướn chứ không ai bà con dòng họ với mình hết. Và đến khi phát hiện nhà mướn rồi vẫn không được có cái nhà ở. Ở nhà mướn cho tới mẹ, không biết má ở nhà mướn bao nhiêu năm, bao nhiêu căn má nhớ không? Coi như là được 9 căn. Giờ đi giờ lại. Bao nhiêu năm đi mướn nhà? Là 15 năm mướn nhà. Rồi khi mà có tiền bạn bè giúp thì bắt đầu mới về quận 7 mua là 205. Mua ở quận 7. Cái nhà vậy mà giờ đang ở. Cô ơi, tại sao mà đến một cái thời gian dài vậy mà từ ngày ba Khương đi á, cô không bước thêm bước nữa cô? Khi con mình 18 tuổi nó sẽ thưởng chị ấy là cô không thích chuyện đó. Dạ. Tại vì con 18 tuổi là mẹ là già rồi, nghĩ như vậy thì mình nép cái lòng mình lại. Tại cái đó là tự mình muốn vậy mà. Ừ. Cho nên là mình không có quyền nói với ai. Đó, thành ra cô nói thôi thì bây giờ đủ trai đủ gái rồi còn ham muốn gì nữa. Đó. Nhưng mà mấy đứa nhỏ có bao giờ là đốc thúc mẹ thôi mẹ gì? Có con nè, đi ăn nha, ông kia ngồi me me, không biết ông là ai. Me me nhìn sạch sẽ, đẹp đẹp, vừa ăn. Chú thích mẹ con phải không? Ai ăn vừa ăn, ai ăn? Mẹ. À mẹ ăn hả? Tưởng thấy chững chạc rồi. Người ta hay gọi từ vừa ăn như là cứng cại đầy dày cơm rồi đó. Như lịch sự. Chú thích mẹ con phải không? Cho xuống thợ chú cua không? Ổng cười luôn, con ai mà thích mẹ con là con cáp liền. Đi chơi hả, mặc áo tới cổ vậy nè cô, con thiết kế đồ hở ngực về tự mai chỉ mai cái cổ áo khâu lại cái sườn xám sẽ tới đây. Rồi. Mẹ con về mai đập xe công ty tới đây luôn. Trời ơi mẹ con hơi bị cổ hủ á cô, con làm cho mẹ con quen tới luôn. Má đâu có chồng đâu, sợ gì mà tự nhiên đâu má ở đằng này cái miệng vậy tự nhiên má hả, gì má cũng ngại á, con cho mẹ con thoải mái. Con xuống mẹ con quen người này người kia. Ngày xưa cô học giỏi không cô, lúc còn nhỏ cô giỏi nhưng giỏi mà con cái nết vậy nè. Nhà trường mà đánh trống một cái là nó tới cái bét, người ta đóng cửa, nó phải leo rào. Nó không bao giờ đi sớm 5 phút để người ta vô cái trường. Tại sao không? Leo rào tại sao vậy? Tại sao không hiểu làm sao vậy? Sao mà con không đi trễ nhưng mà không bao giờ đi sớm nửa tiếng. Con ngồi ngoài trước cổng trường, còn không đi chơi tùm lum. Con nói là còn 5 phút nữa mới vô trường. Con nghe trường reng từ xa là con phóng lại, lúc nào trường cũng đang kéo cửa. Đi giữa đường mà lang thang hết mà bắt đứa mày làm cái gì? Rồi sao ngày xưa đi học có trổ văn nghệ chưa? Hay là bao nhiêu lâu mới trổ văn nghệ? Ngày xưa là từ nhỏ nha, là văn nghệ của trường là rất là thích tham gia. Đến đỉnh điểm là năm lớp 9 á, lớp 10 á, là trường có văn nghệ mà diễn xuất đóng kịch đó cô. Ừ. Là xin được vô cái tiết mục kịch.
đóng vai gì à, nam hay nữ? Đóng vai ma. Đóng kịch cái người ta sợ, người ta run, diễn nhanh nhanh xuống, mà con thích diễn lâu lắm, con không muốn xuống. Với lại một phần tâm lý con là vững vàng từ ngày xưa, là từ nhỏ đi học đến lớn á, là con hay đứng ở cột cờ, chứ con không có đứng xếp hạng với bạn bè để chào cờ. Và đặc biệt là suốt 12 năm học đến bây giờ, nếu mà con còn cuốn học bạ, cô sẽ rất là mất cười luôn, là học sinh giỏi nhưng hạnh kiểm khá. Tại vì con luôn bị một cái câu của cô, các cô phê là cần bớt nói chuyện trong lớp. Con ngồi ở trong với bạn thì con bị cô đưa lên bàn đầu, lên bàn đầu nói đứa cái bên thì được đưa lên trên bục của cô, cái ghế của cô ngồi, lên trên nói chồm xuống bàn dưới, cô cho xuống bục đá, ngồi nhìn vô tường, xây xuống nói nữa cô cho xuống bàn chót, nói nữa cô cho ra ngoài hành lang, ra hành lang ngồi nói với bà lao công nữa. Bà lao công nói là thôi đi ra đây rồi còn nói nữa, nói nhiều ghê luôn. Có nghĩa là con nói hoài, con bị cái tật nói nhiều từ nhỏ, lớn là con sóng gió nó đập con nhiều quá, con trầm rồi đó cô. À, vậy là trầm à? Chứ ngày xưa là cái miệng dữ lắm, ngày xưa lanh kinh khủng. Rồi bắt đầu khán giả biết từ khi nào, năm mấy? Năm 2016 á, là con có một cuộc thi. Sau đó là mọi người biết con là chính thức là làm nghề luôn, chuyên nghiệp. Ngày xưa định hướng có là không? Học trường nào? Ngày xưa có thi vô ba trường đại học. Trời, thi ba trường học giỏi mà thi dữ vậy. Thi đậu hết luôn. Trời ghê vậy. Một cái là kinh tế, một cái ngân hàng, cái sân khấu điện ảnh. Nhưng mà hai cái trường kia á, thứ nhất là đam mê không đủ lớn. Cái thứ hai là vì không có tiền mà con lỡ thi đậu rồi. Nên thực tế mà nói vô trường sân khấu vừa đi vô được đi diễn kịch, đi diễn mấy cái quảng cáo, mấy bỏ đam mê. Mấy cái mặt có đó cô, mặt con gấu vô á. Mình đi kiếm, con đi diễn con nhớ luôn là cách xe đầu tiên được 150. Con đi diễn được cái đó được kiếm tiền, với con 150 nó lớn. Tại vì nó đủ tiền để con dành dụm, con đóng tiền nhà, tiền điện, tiền nước, tiền ăn uống này kia, sẽ không làm cho mẹ con phải lo. Còn cô cho con hỏi là khi mà Khương đi vô học trường sân khấu, cái cảm xúc của cô như thế nào? Cô có ủng hộ Khương theo nghệ thuật không cô? Tại vì cô cũng thấy nó ẻo lả quá, cho đi luôn. Rồi, cho ẻo lả luôn, đúng nghề. Không có ý kiến. Tại vì bây giờ coi như mình nuôi con mà trách nhiệm ngày nay rồi, nó thích thì mình chịu đi. Nhiều đứa mà nó không chịu, mắc kỳ quá, con thích nó không chịu. Nhưng mà con nó không có đi đúng con đường hư, thì nó muốn gì thì mình chịu con thôi. Rồi muốn tiền đầu tiên rồi về là tặng cho mẹ. Chào cho mẹ. Lúc cầm số tiền sao cô, cảm xúc cô sao nè? Tại vì hồi nào giờ mình nuôi con, mình chỉ lãnh được cái số tiền nhỏ đủ cho con hoặc muốn nhà. Tự nhiên đem cái hết hồn. Không ngờ mình có đứa con nó quá giỏi này nọ, nghĩ vậy. Bây giờ đến cái lúc mà đoạt được quán quân cái đấu trường Tiểu Lam, cảm xúc của mẹ chắc quán quân được nhiêu tiền nè? Hỏi trước thì quán quân nhiêu tiền? Nói lại tiền nữa. 300 triệu đồng. 300 triệu đồng hiện kim hết luôn hay là sản phẩm? Bị làm gì? Thuế 29 triệu. Rồi đưa cho mẹ hết. 271 triệu đưa cho mẹ hết luôn. Trời ơi. Mẹ thôi đi đi con, đi làm nữa đi con. Đi nữa đi con đúng không? Con nhớ mẹ con nói một câu con ấn tượng đến bây giờ, là ở sớm thấy con giả gái quá nhiều thì mẹ con mới nói là bây giờ 10 đứa con gái đổi một đứa con trai của tôi không đổi. Đẹp lắm hả? Tức là nó đẹp lạ, sạch sẽ, chỉnh chu á. Chứ không phải là mặt gái đẹp nha. Tức là đầu tư, quần áo, áo dài nó thủ áo dài. Rồi bây giờ trong sự nghiệp đó luôn, thì có những cái khó khăn, có những cái trắc trở. Thì theo tin đồn là bị gà đó diễn cái gì mà bị gãy chân đúng không? Thì cái vụ đó cũng dữ dằn đúng không? Không biết sao nó chạy sao á, mà lúc mà dành quà gì đúng không? Như là một cái cuộc có thi tham gia chương trình đang quay. Dạ, con vừa có đầu tiên chạy ra con lấy thì tự nhiên con dấp té. Rồi tự nhiên con không biết sao con nghe một cái rắc, thì con tưởng là bị gông gân, bị chặt chân thôi cô. Con đứng lên liền con chạy thì nó lật ngược lại cô, thì con bị gãy hai mắt cá bên chân phải. Gãy mấy cái? Gãy hết hai mắt cá. Trời ơi. Bể hết luôn. Và con ngồi xuống con nhìn thấy cái chân con nó rất là lạ, là cái lòng bàn chân con nó nhìn lên cái mặt lòng mặt của con. Nó bị cuốn ngược lên cô. Mặt. Mọi người á không biết con gãy chân, con mới nói là mọi người em gãy chân rồi, mọi người tưởng con giỡn. Con nói là mọi người em gãy chân thiệt. Mọi người vẫn không tin, bọn đưa cái chân con lên màn hình một cái, trời ơi. Mọi người hết hồn xuống màn hình luôn, xong mọi người chạy ra. Thì chân con không đi được nữa, mọi người đỡ con, nói thôi mọi người bình tĩnh, em cũng gãy rồi. Và xong cái cứu được con, đưa con rất bình tĩnh luôn. Không cho mẹ biết, không cho gia đình biết hết, chạy vô bệnh viện. Bác sĩ gặp con hỏi con là trời ơi cái chân bị gãy hả, cái gì vậy con? Cái con tâm lý là bị quán quá, không biết nói làm sao, tự nhiên chửi bác sĩ luôn. Trời ơi, chạy cái kiểu gì mà gãy chân dữ vậy? Nhưng mà con muốn hỏi bác sĩ là con gãy chạy cái kiểu gì mà cái chân con gãy như vậy, cái kiểu như vậy mà con không biết hỏi. Con hỏi bác sĩ là chạy cái kiểu gì mà gãy chân dữ vậy? Bác sĩ nó tự nhiên chạy đâu vô đây hỏi chửi tôi.
Rồi xong rồi cái... Vô con chửi bác sĩ cái miệng cũng không vừa. Cái bác sĩ nhận ra gái dò cái chữ người ta. Không, không có chương trình này con cảm ơn bác sĩ đó luôn. Tại sao vậy? Bác sĩ đó là bác sĩ Huệ. Huệ, trai gái à? Trai nha, trai. Bác sĩ Huệ, trai. Trong người con lúc đó con không còn tiền. Mà lúc đó là con đang bị gặp một cái sự cố là con bị mất một cái số tài sản đất đai của con rất là lớn. Và con đang bị nợ ngân hàng. Lúc đó con nhớ là con nợ ngân hàng 8.2 tỷ. Trời ơi, nợ dữ vậy? Bị một cái người bạn lừa gạt, nói chung làm ăn chung. Mà lúc đó là con nhớ luôn là trước lúc con gãy chân là con có trong tài khoản con 23 tỷ. Trời ơi. Năm 2016. Con làm gì con giàu dữ vậy con? Trời ơi, cô tình con làm rất thuận lợi luôn. Con để dành tiền, con mua đất. Mua đất. Con mua đất, con để đất, con đi diễn mua đất. Tự nhiên trúng đất, con bán con giàu mà con không hiểu tại sao con có tiền nhiều đến vậy. Một đứa đi học bằng xe buýt, bạn rước đi nhờ. Mà con không tin, con bước vô showroom xe hơi, con đi vô. Chiếc nào là mắc tiền nhất anh, nói chiếc đó, lấy em chiếc đó đi. Mua như mua quần áo rồi đó. Lúc đó con có tiền rồi, con không biết là con hồi nhanh nào vậy có tiền nào tôi không biết vậy. Lúc đó kín lắm. Kín hả? Không bao giờ show ra mình có gì hết. Ghê thiệt. Rồi xong rồi lúc đó con bị gãy chân là con không còn tiền trong tay. Mà lúc đó là con nhớ là khách đang mua đất của con nữa. Mà cô tin con nói là anh thương em, anh vô bệnh viện mua đất được không? Anh mới nói là trời ơi, anh không sợ xui đâu, nhưng mà trong bệnh viện là xác thật sao em đó, em bị gãy chân em không đi làm giấy tờ được cho anh đâu. Anh vô, con nhớ là con nói là hôm nay em bán, ba người tới mua, ai là người tới trước em sẽ bán trước, chứ em không có chốt giá. Anh đó mới 7 giờ sáng anh tới đưa con 1 tỷ tiền mặt, con bán trước. Cái anh sao mua hơn cái giá con 3 tỷ, con không bán. Cái người này quăng cái phao lúc cuối con rồi. Thì lúc đó con không có tiền, tự nhiên có một người đem 1 tỷ vô. Đó là cái lúc con gặp tai nạn, cũng có ân nhân cứu con. Rồi sau đó con bán được đất rồi con trả hết nợ. Con như là suy sụp, con không muốn đi diễn nữa. Con thời gian bị mất hút đúng không? Đúng rồi, thứ nhất là mất hút trước đó là do là mình mê kinh doanh, kiếm được rất là nhiều tiền. Con làm mở shop thời trang, con mở tùm lum tùm la mà hết. Trong cái lúc công. Mà đó là con có đi diễn không hay là bỏ? Con đi diễn nhưng mà con đi diễn cái kiểu mà đam mê á cô. Cái show nào á mà lên truyền hình mà vui nha, con diễn. Còn show nào tỉnh mời cát xe mấy chục triệu con cũng không diễn. Con không phải chê tiền, nhưng mà con nghĩ là gì nè, đi ra như vậy mình còn nhiều việc để giải quyết. Nhiều khi hôm nay không làm ra tiền nhưng mà đi như vậy là không có làm được gì luôn. Con sẵn sàng bỏ show, bỏ rất nhiều show luôn lúc đó. Thậm chí hả, con mất rất nhiều cơ hội. Phim mà con người ta mời con xong mà con thấy là đi quay ở biển, ở đảo là con từ chối rất nhiều. Con lo kinh doanh là một, là thứ hai là con bị tai nạn, là con không đi làm được một năm. Con không có đi làm được. Và một giai đoạn nữa là con xác định kinh doanh luôn. Con không có muốn đi làm cái nghề nữa. Tại vì lúc đó con nghĩ con không bỏ nghề, nhưng mà con nghĩ là cái nghề nó như một cái người mình yêu á. Con yêu đơn phương một người, không có duyên. Thôi con dừng lại, con giữ cảm xúc thôi. Con nói với trong lòng là thôi tổ, nếu thấy con không có duyên nữa thôi cho con hết cái duyên luôn đi, con khỏi làm nghề. Chứ làm nghề này con có nhiều cái trăn trở, nó con cay đắng quá. Cái con đường mà cho đi, cái tiếng cười á, sao nó nhiều nước mắt con tới với con, sao con không có may mắn như người ta. Nó sóng gió quá, cho nên lúc đó là con nghĩ là con muốn dừng lại. Con đã đoạt giải đấu trường Tiếu Lâm rồi đó, như vậy đó là một cái bước đệm rất là lớn cho con. Trước rồi, khi sao? Mà con đăng quang là con đã đi về quê luôn. Con với mẹ con về Gò Công ở luôn. Cái chương trình nói là giờ em ký hợp đồng rồi, nếu mà em không có thi nữa em đền hợp đồng 5 tỷ. Trời ơi, đang nghèo rất nghèo luôn, 5 triệu không có nữa, tiền đâu nó đền 5 tỷ. Thì con cố gắng thi. Thì cứ dòng nào thi cũng muốn làm cho bị loại đi. Con mong con bị loại. Ủa? Nhưng mà đến khi con thi rồi con ra đó là bộ mặt của mình, lỡ sau này mình đi làm nghề. Miệng nó bỏ nha, nhưng mà trong lòng lỡ sau này làm nghề rồi người ta chê mình diễn dở, không có duyên thì sao? Thế là cứ ra thi là diễn hết mình. Thì cứ dòng nào con cũng được nhất tuần. Con được bước vào cuối cùng của đội anh Trấn Thành. Và con không nghĩ là bốn cái người của cuối cùng đấu với nhau là con trở thành quán quân của một cái chương trình đó với con. Cái giai đoạn đó là khoảnh khắc cuộc đời á. Đến bây giờ chắc là tìm lại rất là khó, cùng cái cảm xúc mà mình rất khó khăn mà tìm được một cái cảm giác rất là hạnh phúc. Dạ. Yeah. Rồi bây giờ cái hỏi cảm xúc của mẹ nè. Khi mà biết tin Khương mà bị tai nạn như vậy thì cảm xúc cô lúc đó như thế nào? Và Khương có báo liền cho cô không? Không, mấy chị em nó lo hết. Không, chị cũng chưa biết luôn, con tự ký giấy. Giấu cô hả? Coi như là khi nó ra khỏi cái trong chỗ mổ này kia là lặn rồi, mấy đứa đó nó mới cho hay. Thôi lúc đó cảm xúc cô là sao cô? Xỉu lên xỉu xuống, khóc quá trời, vô bệnh viện quậy nữa. Quậy ai? Quậy bác sĩ. Trời ơi, tôi ăn ở hiền quá mà sao diễn con tôi gãy chân. Đâu có liên quan. Đâu liên quan chạy con gãy chân. Ăn ở hiền đâu có liên quan con chạy. Khóc quá trời. Cô còn nhớ khoảnh khắc đó không cô? Nhớ. Dạ, sao nè, kể lại con nghe. Bởi vì mà khi mà thấy con vậy, hồi nhỏ lớn có cái chuyện gì xảy ra giữa thần đất địa. Bây giờ vậy
Rồi hả, ở chồng nói thôi thì chuyện đâu đúng vào đó rồi, cũng đâu có đến, bây giờ vô thì lành lặn hết rồi, nằm tỉnh bơ ngồi dậy. Thì lúc đó mới tỉnh hồn lại, nói thôi vậy cũng cảm ơn trời Phật. Nhưng mà tại sao Khương lại giấu mẹ vấn đề đó Khương? Tại vì Lâm hiểu không, làm mẹ đắm quá nhiều cái cay đắng trong cái thời tuổi trẻ. Con biết mẹ con rất là nhiều chuyện buồn, mẹ con đêm nào cũng nằm khóc. Cô có tin là cái đường gần nhà con nó có một cái đường tai nạn chết rất là nhiều người, người ta nói chỗ đó linh, mà con lớp 3. Con biết gì đâu, con lại đó con thề, con nói ước gì cho mẹ con có cái nhà con ngọn chỗ cũng được. Con nói một cái câu mà chí mạng đến khi mà con lớn, con có số tiền con không dám đi mua nhà, con phải mua đất hết. Tại vì con nói nếu mà con mua nhà con sợ con ngọn chỗ hay nhỏ, con nói là đất ở đây linh thiêng chứ gì mà mất á, phù hộ cho mẹ em có, mà mẹ con có cái nhà con ngọn chỗ suốt đời cũng được. Cái miệng quá trời, còn nhỏ biết chưa vậy rồi nhỏ. Trời còn nhỏ biết chưa vậy rồi, chỗ quá trời cái miệng thấy dễ sợ không. Cô nhà Khương có tật xấu gì không cô? Ở nhà nó có giả gái không cô? Ở sớm á, mà nói bây giờ còn nói, nó vẫn nói nó là BD luôn. Ở sớm rồi nói sao không, bây giờ mọi người vẫn vậy vậy nói ha. Trời ơi, lúc mà nó quán quân đâu vắng phe này kia nọ, cái nó không có hai anh em, nó thằng ở với ba nó là nó giỏi. Ủa, xin đôi hả? Mẹ con nói xin đôi, xin đôi chứ không có xin đôi. Che thằng này cứ trời ơi, con tôi đâu giỏi vậy đâu. Sao? Mẹ con không muốn mọi người biết về con quá nhiều. Mẹ con có nói câu là có thể là con là niềm tự hào của mẹ con, nhưng mà mẹ con không muốn là mẹ con đi đâu người ta nói là mẹ của diễn viên hay là có một đứa con vậy. Mẹ không muốn cuộc sống bình thường. Nó nãy giờ mình thấy toàn là tính tốt của nó, không có cái tính nào xấu hết. Vậy thì phải có một cái tính xấu ở nhà đúng không? Nó đi học về thì cứ xuống bếp, mẹ ăn lung cum làm kẹo xong về ốp xong xuôi chui vô ngồi là lấy cơm xé ớt, mà ớt còn sống mà nó nói mẹ bữa nay nấu dai ăn tỉnh bơ, lát nó ăn tới quên gì vậy trời, ai biết. Tại má mỗi bữa má đà xào liền mà sao hôm nay kỳ cục vậy. Trời mới ớt này kia ớt cái ăn hai con ớt sống. Ăn hai con ớt sống. Trời ơi, mà ướp không nó ăn được hai con này. Nghe cái mùi cà ri thơm quá. Thơm quá. Giờ nó ủa sao mình này còn má nó đi, trời má xin lỗi con, trời má đang lu bu ở đây, con chạy xuống con lấy ăn. Trời má ăn được sống không biết hả xưa. Con là vậy nè, con bị hồ đồ quá cô. Thôi, chứ không phải là đen. Cái mất nết hả? Cái đó là nết hả ta? Cái đó ướp, nếu mình ướp, mình đang ướp không mà cái phải, tại vì mẹ ướp thơm rồi, mẹ nấu cơm rồi. Nhưng mà đồ ăn chưa nấu mẹ để tâm cho tâm một cái tủ hết ta. Xong rồi con về con thấy trời cơm chín rồi, có cơm rồi, ôi có đồ ăn luôn rồi. Mà ướp luôn rồi là nấu rồi. Con đâu có nghĩ là nó thấm mà nó ướp nó sắc dữ vậy đâu. Chưa nấu mà nó sắc cỡ đó. Lấy ra ăn một miếng, thấy bình thường. Ăn miếng hay sao nó hơi dai. Ăn miếng thứ ba ra máu. Ăn một miếng nữa sao đợt này má làm đồ ăn không có chín lắm nha hay sao mà nó trắng ở bên trong mà nó còn máu nữa. Thôi không sao đâu, chắc được tái tái. Má thích làm cái kiểu này nó không bị cứng. Ăn hết hai con về má hỏi ăn cơm đi, nó ăn cơm rồi. Cơm đâu ăn, nó cơm má nấu. Ăn dưới gì nó ớt. Ớt đâu mày ăn? Ở trong tủ. Tao chưa làm đâu mày ăn cái gì? Ăn hai con rồi. Ăn đồ sống, còn một rổ xào huyết một ngày khác nha. Xào huyết là thường là luộc xong hải cười, con biết không? Con không biết. Con tưởng là sống hay chín thì nó là ngậm miệng à. Thì con khác thì luộc sẽ ngỏ miệng, nhưng riêng con xào huyết luộc rồi cũng vẫn ngậm miệng. Con cố gắng con nại cứng dữ vậy trời, nại ra con ăn nửa rổ xào huyết. Chị con về xào huyết ai luộc hơn nửa ăn á? Có luộc đâu, em ăn rồi chị luộc đó. Tao chưa luộc luôn. Con ăn nửa rổ xào huyết xong, tức là về ăn uống nó rất là hồ đồ, hàm hồ, nhưng mà tánh tình thì có vẻ của bộ chải chuốt rồi dữ ha. Cái này người ta chải và chuốt cho con chứ con không có chải. Ở nhà chải chuốt con, ở nhà dưỡng nhan là dưỡng con. Dưỡng nhan. Rất là con rất là không có quan trọng bề ngoài, với là con cũng lo buôn bán này kia, con cũng không có chăm chút cái da hay là. Rồi hiện tại đang kinh doanh gì rồi? À, mở một cái quán bún chiên về các loại bún, bún mắm, bún mọc, bún thái, bún ăn vịt, bún bò. À, nhà con làm ở quận 7. Và một cái con làm về trà sữa. Hay quá trời. Bây giờ nói rất là nhiều vậy, có cái lời nào mà chưa nói với mẹ nhân dịp ngày hôm nay là Khương nói thôi nè. À, nói chung là con là đứa hay tâm sự với mẹ, cho nên con nói hết những cái gì mà con nghĩ. Con rất là sợ mất người thân, nên là con không có phải là chần chừ. Con là người sống rất mạnh cảm xúc, cho nên là con thương mẹ, con nói con thương mẹ. À, con có gì con cũng nói hết, vào những cái ngày mà đặc biệt sinh nhật mẹ con hoặc là sinh nhật con đi nữa, con cũng tặng quà cho mẹ. Bởi vì cái cảm ơn mẹ đã cho con có mặt ở đây, đã cho con có ngày hôm nay. Nên là đối với con là những gì tốt đẹp không dành qua lời nói nữa. Tại con nói nhiều quá, nói hay con cũng nói hết rồi. Con chỉ dành những cái gì thời gian của con
những gì con mà hy sinh, những gì mà con cố gắng, con đem lại những cái gì bình yên nhất, hạnh phúc nhất, vui nhất cho mẹ con. Hay quá rồi, trời ơi. Có bây giờ là thấy cầu vồng đó cô, sau cơn mưa là thấy ánh sáng rồi đó. Và đến bây giờ mình gặt được cái trái ngọt rồi cô. Ví dụ có đôi lời cũng nói với đứa con cưng, một cái linh hồn hãnh diện của mình, thì cô sẽ nói lời gì, cũng như là nhắn nhủ lời gì đối với đứa con trai của mình ạ? Bây giờ cô chỉ nói là giống như hạnh phúc quá, có thằng trai tuyệt vời. Tuyệt vời. Là đối với, bởi vì cô hồi đó cô nói ai nói thì nói, cô bất chấp hết, vượt qua hết. Mấy người nói là miệng mấy người khổ, còn tôi không có gì đặng gì khổ. Chỉ biết tôi có thằng trai đáng đồng tiền, hai họ bên nội bên ngoại là đều đúng nhất hết. Dạ, dạ cảm ơn cô rất nhiều và cảm ơn Khương rất là nhiều.